Ngon quá. Ngon hơn cái đồ ăn bụi 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 nhất bụi nữa. Ủa nói gì vậy? Ngon. Ngon. Em, nhưng mà sao mà cái khô gà này nó có phô mai hay sao? Đúng rồi. Vừa là chà bông gà, chà bông heo trộn lại và có. Anh đừng có gậy em. Đúng rồi, nó béo béo quá ngon. Gia vị đặc trưng chị thông cảm nha, không có công bố được. Công bố người ta biết cái bí quyết mất tiêu nha. À vậy đó hả? Trời ơi ngon quá à. Nhanh chóng chút ngay nha. Anh đã không ăn được cái bể ra để ăn thêm. Chị nói chị không ăn được. Em cũng đang ăn kia đó mọi người ơi. Chị đang bị viêm amida luôn á. Trời ơi, vậy kiếp tranh thủ lên đơn nha. Sara này đang chửi em. Cơm giấy rất ngon nè, nhiều thuốc nè. Anh Long trên kia mà sao thấy khúc ăn ra mà ngon quá à. Nào hết ạ. Em ơi coi như là đừng thầy đừng comment rồi. Mọi người chốt đơn thành công để lại comment là đã mua, chốt đơn thành công để lại comment là đã mua. Nhanh chóng lên đơn liền nha. Cái mẹ nó đẹp quá, nó ngon đẹp quá đẹp. Ngon lắm cái đồ ăn bụi 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 nhất bụi vậy đó. Nói gì vậy? Cái sao của chị lên đe đó. Là bắt đầu mới ăn được bụi chị bụi chất lượng gì đó. Rồi mọi người, tách riêng ra hẳn nhìn thè 4 khúc luôn. Bên trong là sẽ có 2 tầng như vậy ha mọi người. Ăn tới đâu mình lấy ra rồi mình zip lại tới đó mình sẽ bảo quản tốt hơn. Chà bông là mọi người coi nhìn còn cảnh nguyên nha. Đây, chà bông là phủ đầy luôn. Luôn có chà bông heo, chà bông gà trộn lại. Cái nước sốt đặc biệt nữa. Cay cay thơm thơm nha. Một túi này nửa ký luôn mà chỉ với giá là 87k thôi. Nhanh chóng lên. Chốt đơn hả chị? Chốt đơn ngay nha chị. Chị Vi với lại anh Long ăn liên tục luôn, ngon quá không tưởng lại được. Ăn mà đần người ra luôn á, không cần ăn nữa. Xin lỗi mọi người, từ nãy giờ ăn bảo ăn một miếng ăn ba miếng rồi. Nhưng mà thực sự nha, để mà ngồi ăn tì tì là hết một túi đấy luôn á. Thực sự luôn á. Rồi, mọi người đã mua rất nhiều luôn rồi. Chốt thành công để lại comment là đã mua. Chốt thành công để lại comment là đã mua. Hãy từ coi thôi, đã săn được với giá 89. Rồi, đặc sắc 400 luôn này, dạ ma đâu. Chốt nha mọi người nha, bởi vì lúc mà em lên deal nè thì giá sẽ được giảm sâu hơn á, tranh thủ lên đơn liền tay. Lúc nãy chưa ghim mà đã là 140 anh chị mình quan tâm rồi nha. Ok. Món ăn nhanh không thể thiếu cho những người là luôn bận rộn. Ví dụ như cái này mấy chị làm văn phòng chiều chiều sáng sáng hay đói lắm. Mà đặc biệt là chị thích cái hạt cơm á, nó không có bị quá. Anh rảnh vô cùng ấy mà anh cũng vẫn phải ăn chứ đừng nói là dành cho người bận rộn em ơi. Đúng rồi. Ví dụ thất nghiệp rồi như chị. Đúng rồi. Một túi vậy là cũng đói rồi. Một túi thì người ta không ai cho hết cũng đói. Lấy ra ăn rồi thì kia đó. Mọi người, một cái túi này là có 2 4 6 8 tấm nhá. 8 cái tấm như thế này. Nha mọi người. Phủ đầy chà bông. Em có 2 tầng. Các bạn kia mới kêu trời ơi cái shop bán hàng có cái thái độ đó mà. Với tôi là tôi không thể nào mà không mua được. Dễ thương. Bán với cái thái độ đó không thể nào mà không mua được. Quá ngon đi. Thiệt sự luôn á. Nè thấy không tôi ho khù khụ luôn á mà mê mấy bà ơi. Không có bị mặn không mọi người? Không có bị mặn. Ê chị thích nha, tại vì giống như đây có phô mai á, chắc chắn có phô mai luôn. Thơm. Vừa có chà bông heo, vừa có chà bông gà nha. Nước sốt đặc biệt nữa từ mắm đường nè. Anh chị mình mua về bé nhỏ trong nhà ăn cũng được luôn. Bữa chiều chiều xế xế bắt đầu ngồi lại. Bên đây nhờ kêu chị làm gương mặt đại diện đi thiệt sự. Để chị hết đau họng chị Nga cho có thấy. Nhãn hàng ơi, nhãn hàng. Chị nhai tối nái luôn, chị nhai tối cái bịch ni lông luôn thiệt sự. Nhai tới tới ấy luôn á. Nhai tới ấy luôn trời thấy. Đó, nửa ký. Và cơm nhỏ này sẽ là gạo nếp nha. Gạo nếp và gạo thường đâu. Và chà bông được phủ đầy luôn, phủ trọn vẹn luôn, phủ đầy luôn nguyên một cái mảnh như thế này. Cuộc đời tôi thích nhất ăn là ăn cái gì nó không bị quá giòn quá cứng. Đúng rồi. Trời ơi, ăn cơm cháy một lần tôi ăn cơm cháy một cảm giác nó không bị cứng mà kiểu phải nha gọn 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 như đó thì đó. Cái này là ok nè, vừa mềm vừa phải hạt gạo mà giòn nữa, giòn bánh có sốt nữa. Thì bà có ăn chưa? Đúng rồi. Bà chưa ăn mà bà nói là tôi không tin. Ê kiếp đang ăn kìa chị ơi, đằng sau cái laptop đó. Trang bà, đơn nha. Bạn gọi cuốn, tôi không chịu. Bà bấm vô gọi hàng cho tôi liền. Bà lấy cái điện thoại rồi bấm vào gọi cho hàng cho tôi liền. 87k nhanh chóng chút ngay nha, giá đang tốt. Mọi người ơi, không được free ship, mọi người lấy lên số lượng 2 đơn đi. Mọi người lấy lên số lượng 2 đơn thì có thể được free ship đấy. Tại vì 86k là nó hơi nó đang hơi dưới 100k hình như có free ship. Mình chốt cho em 2 túi đi. Chốt một lần cho nước chị em. Đó, cho em mượn cái điện thoại nào mà nãy giờ chưa chốt đơn đi. Điện thoại em chốt nhiều quá. Điện thoại em chốt nhiều quá bị hết môn chờ rồi. Anh chị nào thấy giá cao hơn thì mình đổi tài khoản giùm em nha. Đây combo 2 túi luôn. Quá trời ngon rồi ạ. À. Nhà này mua 12 lần rồi ý. Trời ơi. Ôi mua mà nhớ được lần thứ 12 luôn đã giỏi á. Mình mua lần thứ 4 là mình quên rồi đó. Chị Vinh đó chị nhớ. Cái này chỉ là chị Vinh đóng 2k2 2k2 mà mua 14 lần thì nghi nha. Mọi người nhớ nha, mình bấm thêm dấu cộng nữa. Mình cộng 1, mình mua 2 túi luôn để nâng giá trị đơn hàng lên. Mình gọi cái ship tốt hơn. Ô nãy giờ chị chịu cái bàn bay. Cái bàn biết
Ồ, đâu, tay chân. Để em dựa và em dựa đó. Rồi, phủ đầy trà bông luôn và túi sẽ được cất chân không. Ở đây có túi xếp nữa. Mọi người ăn bao nhiêu mọi người lấy ra nào. Từng mỗi một khúc vuông như vậy sẽ là có hai lớp nha. Và được phủ đầy trà bông luôn. Vị ngon, mặn mặn, ngọt ngọt, dễ ăn, không có bị cay đâu. Các bé ăn cũng được luôn nha. Sao không có má giảm giá vậy? Úi giảm thế. 136k mà còn 86k mà còn gì nữa. Đã giảm còn 86k thôi nhưng mà 86k chưa đủ điều kiện để trọ ship được Sài Gòn. Mọi người nhấn kem vào nút mua. Mọi người có người thấy 86, có người thấy 99, nhưng mà dưới 99 là mua được rồi mọi người ơi. Nha, tại vì 86 là tùy một vài nick nó TikTok shop người ta ưu tiên thôi. Ê, chị muốn ăn thêm quá à. Thôi. Ăn thử đi ngon thì ăn thôi. Do chị bị amidam. Đúng thật đúng rồi, chị viên bẻ nghe tiếng. Ăn ăn kiêng á, sẵn không làm ăn gì hết trơn á. Thiệt luôn á. Cái kia ăn được. Cái kia được, ok. Ngon lành. Nhanh chóng nha, tại vì sắp qua điêu rồi. 5, 4, 3, 2, 1, qua điêu. Nhưng mà, qua điêu. Trời ơi. Rồi mọi người ơi, đến một ăn vặt healthy. Trời ơi, hồi nãy bà nào hỏi cái này đâu. Vô giùm tôi cái đi. Áo đỏ, Tân Cương, Hòa Điền. Trời Hảo, ơi. Hảo Phong. Đúng, đúng, đúng. Đây. Dạ, áo đỏ, Tân Cương, Hảo Hảo nha. Cái gì vậy bà nội? Đây nha mọi người, táo đỏ Tân Cương Hòa Điền nha mọi người ơi. Rất nhiều lợi ích sức khỏe luôn. Hôm nay tôi xem voucher và đàn bà còn bao nhiêu nè. Bình thường là 205 ngàn. Giá gốc là 205. Yeah. Trời ơi, 174k, chấn động chưa? Nhanh tay mà chốt đơn ngay mọi người nha. Cái túi này là size đại nha. Nhìn hộp quả táo đi. Ôi bự như ôi bự như cục quả trứng gà so luôn á. Trứng chảy á, trứng chảy. Một túi như vậy khoảng 80 cái trứng vừa quả mọi người nha. Mùi dày, vỏ mỏng nè và cái vị ngọt ngọt thăm thăm dễ ăn cũng vậy. Mỗi ngày mình nên ăn là từ 2 tới 3 quả nè. Anh mua cái này nấu yến mỏi vô nè. Ăn không đã ngon rồi. Đầy cái hũ yến mẹ luôn. Mình chưng yến cũng được, mình ăn trực tiếp cũng ngon. Được. Mình, ngon à. Mình ngâm á, mình ngâm với nước tăng quá. Mình làm trà mình uống để mình bổ máu huyết mỗi ngày cũng được thôi mọi người nha. Và sẽ kết hợp rất tốt nếu như có thêm kỹ thử nữa. Tranh thủ lên đơn liền tay ngày hôm nay nha. Táo Hà Điền Tân Cương size đại nè, mỗi túi như vậy là từ 80 tới 90 quả luôn. Một ký ha. Và ngon quá à. Tự nhiên trên cây. Ngon nhỉ? Ngon. Ở ngoài nha mọi người đừng nghĩ là sẽ bị khô. Ở ngoài thì nó hơi khô, cái viên ngoài đầu tiên là sẽ khô. Nhưng mà ở bên trong nó vẫn còn xốp, còn ướt nha mọi người. Nó còn cái độ ẩm, cho nên là từ cái độ ẩm kết hợp với cái khô bên ngoài nó sẽ ra một cái kết cấu rất là dẻo, ăn rất là dễ chịu nha mọi người nhé. Bon mồm là gì? Bon mồm là ăn kiểu bị cuốn á. À. Bon, bon mồm. Rồi, size lớn nha. Tính ra là mỗi ngày mình ăn từ 2 tới 3 cái thôi là cũng ok rồi. Nó rất là tốt cho khí huyết nè. Đặc biệt là các bạn nữ tới ngày mình cục dâu á. Mình nên ăn. Là em đang ăn thêm một miếng đang rụng đúng không? Cái này cũng rụng. Mà đặc biệt cái này là rất ít calo nha mọi người ơi. Nó rất là ít calo, hỗ trợ bờ ổ mờ áo cho mọi người luôn. Đó, đặc biệt bờ ổ mờ áo. Mọi người nghe hiểu, mọi người nghe hiểu. Đấy. Những cái từ đấy là phải chơi chiêu đó chứ. Đặc biệt là đối với các chú chị mình có vấn đề về tim nè. Thì đó, sử dụng không tốt luôn. Bởi vì cái này nó bờ ổ, bờ áo, mờ áo á. Mà đặc biệt là cái này nha, đối tượng nào cũng sử dụng được luôn. Đang bầu, đang cho con bú mới ấy, xong rồi dụng dâu, rồi trẻ em, rồi bà già. Rồi bị trao trao rồi này túi. Cà quện, cà quện rồi đó là ăn được hết. Dạ đúng rồi, chị Hương ơi, một ký. Cái này cũng thật rồi, đổ tao rồi bạn. Một ký là dao động từ 80 tới 90 trái nha. Mỗi trái là to như thế này luôn và được khô tự nhiên trên cây. Vị ngọt cũng tự nhiên luôn. Mọi người nhanh chóng mà chốt lên ngay bởi vì giá này rất tốt. Này, hiền hồn này, một bẹt tí luôn. Rồi, 174k thôi nha. Có chị thấy giá cao hơn không? Thấy giá cao hơn mình đổi tài sản thì nguyên nha. Rồi, bạn nào ví dụ như là gần đây mình làm việc nhiều quá, mình bị mất sức nè, mình mỏi nè, mình mua cái này về đi. Mỗi ngày ăn khoảng 3 quả, làm mấy món snack ăn vặt cũng được luôn. Anh toàn ăn 5 quả thôi. Hỗ trợ cho khí huyết nè, cũng như là ngủ ngon hơn á. Nhiều khi mấy bạn bị căng thẳng, làm việc căng thẳng thì đây sẽ hỗ trợ. Cái hộp nó yếu à. Từ cái giá này mình ra cái hộp mình. Không. Bây giờ ngon rồi. Ăn đi bé luôn, có cho nó ăn trái à. Chị Viên xé thử cho mọi người coi nha, cho mọi người coi là cái độ mềm ở trong đó. Xé ra là mềm, là mềm luôn và thịt rất dày cho mọi người nha. Vỏ mỏng ten, thịt rất dày luôn và được khô tự nhiên trên cây. Ăn thì cái vị ngọt thanh nhẹ nhàng nè, uống trà cũng được. Mình hầm gà thuốc bắc cũng được nữa rồi. Tự nhiên nhắc nó cũng quá ba. Ừ. Tranh thủ lên đơn liền mọi người. À. Nguyên một túi một ký thì tầm khoảng là từ 80 tới 90 quả nha. Tranh thủ lên đơn liền bởi vì giá tốt chỉ có trong thời gian livestream thôi. Tóc mỡ anh da đen của chi. Ủa là gì má? Không biết tặng quà gì. Xíu nổ mới có. Mà chị Huy Diễm hỏi là đang mang thai có ăn được không ạ?
em đang mang được. Rồi, tính kia em đang mang thai ăn được được. Mang thai ăn được nha chị. Dạ, tính kia em đang mang thai ăn được nha chị nữa chứ. Dạ tốt cho khí huyết nha chị nha. Tốt nha, mang thai ăn được nha chị ơi, đang có em bé ăn nha. Một cân được tầm khoảng 8 đến 90 quả mọi người ơi. Đúng rồi. Đây một túi này là khoảng 8 đến 90 quả. Mà to tổ bố luôn. Trái to. To lắm. Trời ơi cái trái nè. Trời ơi. 1 kg là 80 cái chín. Xàm ghê trời. Rồi. Không. Mọi người quan tâm mã nào đó thì cứ comment bên dưới, nhưng mà quan trọng là cái mã táo đỏ Thảo Thảo đang lên á là giá rất tốt rồi. Bà trùm năm sản này. Hello chị là trùm năm sản đi chị ơi. Hello em. Hello mô mô không mô mô chứ mấy mô nô xin lỗi hiểu lầm. Rồi, ba lô lên rồi có thằng ba, ba, ba lô lên rồi vẫn đang còn giá tốt á mọi người, giá tốt không? Mọi người giá tốt không? Ly dưỡng nhiệt đi chị cũng có giá tốt ở trong giỏ hàng này, chị cứ vào chốt đơn chị nha. 174 căn bình thường á, táo đỏ mình mua sẽ là giá 209 không có trợ giá, nhưng mà trong live thì ngày hôm nay chỉ còn có 174 ca thôi. Mời mọi người chốt đơn. Tranh thủ lên đơn liền nha, bé ơi còn bao nhiêu đơn em? Trời ơi. Trời ơi. Lớp vỏ ngoài tròn mềm chị, đúng rồi. Lớp đâu ngon quá, tôi không nếu mà cả ngày mà cứ ngồi ăn được quả này ăn ăn hết luôn á. Thiệt á. Cho chỉ cho ăn 5 quả thôi. Cái ăn nhiều biết sao không? Nó có nhiều cái chất bổ dưỡng. Ừ. Mà những cái gì mà cái chất bổ dưỡng quá, mà ăn nhiều quá là nó sẽ bị nặng, nó chuyển hóa thành nó sẽ bị nóng. Cảm ơn anh nha. Hả? À. Chúc anh có một cái chị thật là vui vẻ anh ơi. Rất là rất ngon. Dạ. Mọi người lưu ý là mỗi ngày chỉ ăn từ 3 tới 4 quả thôi mọi người nha. Hai trào cũng được, dùng để hầm nấu. Em lại thích ăn mấy quả khô khô khốc được. Vậy hả? Cái vỏ sẽ rất là táo sẽ được làm khô tự nhiên trên cây cho nên là rất là tốt luôn. Em nè vẫn giữ được cái độ mềm nhẹ và vị thơm ngọt ha. Anh chị mình quan tâm tranh chút ngay trước khi qua deal nha. Số lượng có giới hạn thôi. 70 deal đã ra đi rồi, bà còn bao nhiêu deal vậy chị ơi? Còn hai deal nữa. Cuối cùng 20 deal hả? Xin lỗi hiểu lầm. Cuối cùng 20 deal. Cuối cùng. Ôi chết trời, tự nhiên giá cái chân lên vậy. Ê, trời giảm giá thế. 164k. Hồi nãy anh chị nào mua với giá là 179k. Không để không biết luôn má ơi. Nhìn cái chân. Một gói này là 1 kg luôn. Vô thức. Một gói là 1 kg luôn nha mọi người. Chết rồi ăn nó ho quá. 8 tới 90 quả trong một cái túi như thế này, một túi 1 kg luôn. Mọi người có thể là bảo quản cái gì cậu phòng. Cho em dưa lê được không? Chốt ngay đi, chốt đi. Hết đi, chốt ngay đi. Dưa lưới, hết đi. Dưa lưới có không mọi người, à, táo đỏ Hảo Hảo này là một cái mà trong live của Long Chu bán dã man luôn đấy mọi người. Để mọi người ăn và mọi người thấy thích rất là nhiều luôn đấy. Này có giá 164k mà miễn ship luôn không? Mà đang hot nữa chứ. Anh chị nào mà thấy thì phí ship cao thì bỏ tài khoản giúp em nha. Nhanh chóng liền tay mọi người nha. Số lượng quà tặng là số lượng cái deal này là có giới hạn 20 deal cuối cùng thôi anh chị nha. Dạ to nha, đây mọi người coi nè, trái nào trái nấy chà phá lửa. Không. Trái nào trái nấy cỡ này thôi nha, size là size lớn nha mọi người nha. Size là size lớn nha. Và mỗi túi 1 kg sẽ dao động từ 80 tới 90 quả. Anh chị đang quan tâm cứ chốt ngay trong đó nha. Hãy sử dụng bao lâu ạ? Dạ hạn sử dụng sẽ từ 6 cho tới 12 tháng tùy vào điều kiện bảo quản của anh chị nha. Nhanh chóng lên đơn ha. Mã đang kim lên mọi người. Tăng tốc đã có giá tốt trong giỏ hàng rồi. Đúng rồi, đang còn giá tốt tại vì có Long ngồi đây nên vẫn còn giá tốt nha mọi người. Trời ơi Long đi là hết giá tốt quá nên là người hỏi là bao giờ giao. Chị ơi, em sẽ vận chuyển kho là từ quận 9. Chị ở gần kho là nhận hàng được 1 tới 3 ngày thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Không nếu mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều khi là mai nhận được luôn á. Nếu mà bây giờ ấy là ngày mai nhận được. Không. Không cần tủ lạnh. Thoải mái. Đúng rồi, để ăn để bình thường thôi mọi người, ta có túi zip là mọi người bao giờ mà mọi người ăn. Để tủ lạnh lúc ăn vẫn ngon á. Đúng rồi. Cứ để ngoài không khí nhiệt độ phòng cho em nha mọi người nha. Đặc biệt là cái này nha, không đối với mọi người không biết nhưng mà đối với em thì càng khô càng ngon. Tại vì ta thấy khô nó ngọt. Càng khô nó càng quắt và nó càng ngọt, càng nhanh nhúng càng ngon. Sao thấy để giao hàng đến 14 ngày vậy ạ? Chị ơi, có chừng chị ở xa kho hàng rồi. Chị ơi, chừng chị ở xa hàng, cái thời gian đó chỉ là thời gian dự kiến thôi. Thời điểm này đang là thời điểm mà rất là nhiều những thiên tai lớn nè, cho nên số lượng ngân hàng nó bị đột biến á. Chị thông cảm nha, nên là có thể là thời gian của mình vẫn nằm trong cái thời gian dự kiến mà... Mềm hay cứng vậy ạ? Nó rất là mềm luôn nha mọi người nha. Và cái vỏ đó hơi... Cái vỏ sao, gọi là gì ta? Nó giòn nhẹ, mỏng. Đúng rồi, nó mỏng lắm mọi người. Ui thì dày, vỏ thì mỏng, hạt thì nhỏ mà ngọt, ruột màu vàng. Mình cắn vô thì cảm giác nó hơi giòn, nhưng mà thực ra là nó rất là mềm. Đó, kiểu vậy đó. Ủa là gì ta? Đấy là mới vô tụng cứ cắn cứng nhưng mà... Tự nhiên là cái... Cứng nhưng mà nó mỏng cho nên nó thành một cái... Đúng rồi. Rồi, ngọt thanh nha mọi người. Nó gừng lên đây. Nữa nè. Dạ mà đúng rồi, hiện tại giá 164k là giá độc quyền trên live stream của chị VVB nha mọi người. Nên tranh thủ mình chốt đơn thì còn có thể nha. Vì em xin phép đồng đếm ngược 5 giây và deal mới nha chị mình ơi. Ai bảo để tủ lạnh, người sau hướng dẫn. Để ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi khô ráo. Nhưng mà em đã từng để tủ lạnh rồi và nó cứ bị kiểu như là lạnh lạnh ăn nó không thích. Chị
mà tùy gu mỗi người đi. Còn chị thấy trong đám đông đó cũng ăn gì ăn. Anh chị nào quan tâm tóc mỡ cơ mà gen. Tóc mỡ. Quan tâm tóc mỡ cơ mà gen. Nào ơi. Anh ăn kiêng mà. 5 4 3 2 1 tóc mỡ. Thực ra nó thích ăn đấy nhưng mà chỉ miệng là do ăn một miệng hai miệng thôi nha. Đúng, vẫn đẹp. Trước khi Hồng Quay like là Hồng Quay là chị đi bệnh viện là để chị ấy trước rồi đó. Chết luôn rồi. Một tháng này chị bị da heo diêm tỏi ớt. Ngon ơi. Đây cho mọi người xem cái da heo nè. Anh ơi đặt tả vô nha, em chuẩn bị chế ra đó, chấm nồng lắm. Đang còn 100 cây mà hai hộp. Cái gì? Ôi. Trời ơi. 100 cây hai hộp da heo luôn. Vậy thì còn chừng trời nữa mà không? Chốt đơn. 100 gram cho 2 hộp mọi người nha, không phải 1 hộp mà là 2 hộp. Da heo riêng mắm tỏi ớt nào, mỗi cái thủng là 200 gram nha. Giòn, cái nước mắm á, trong này sẽ có tỏi đó, trời ơi, thơm quá. Trời ơi, đổ ra nhiều dữ vậy. Ổn không chị? Cay nha. Cái vị sẽ khe khe cay cay nha mọi người ha. Cay. Ngon quá hả? Nhưng mà cái này nói nha, dành cho những người biết ăn cay. Đó, không quá cay. Chắc chị không ăn được cay, em thì không quá cay. Cái này là tim tỏi ớt nè mọi người nha. Ăn không rất rồi. Ngon thề luôn. Trộn bánh tráng cũng được. Nhưng mà biết gì không, cái cuốn họng của tôi quá xu. Không có đem thuốc cho em nữa đúng không? Ê sao ăn da heo mà nó ăn tắm mỡ vậy ta? Này là nó có cái độ quá à. Nó không bị khô quá mọi người. Không, nó ngon quá à. Sao lại làm nên là một cái vị này hả? Tim tỏi ớt nha, đang tim tỏi ớt luôn. Chị là 2 hộp mang về chỉ với giá là 100k thôi. Mỗi hũ là 200 gram nha. Nhưng mà ngon nha, ngon thiệt. Cái này ngon xuất sắc luôn á. 50 ngàn quá rẻ. Anh nhớ bữa mình mua cái hũ mà cỡ dạng như vậy không? 80 ngàn. Cái này nói thiệt, cái này nói thiệt. Mà 80 ngàn là một hiệu khác nha. Có bảo hành đổi trả. Bữa nhà chị mới ăn luôn, thiệt sự. Nhưng mà cái này chị thấy là đậm đà. Cái này là chị thấy, cái này là thiệt nha. Đúng đầu từ không cay mà ăn xong cũng cay. Cay nha, cay. Mấy chị mình mua mấy sản phẩm mà lên dầu như này sợ bị lên dầu, bị hôi dầu. Không, không hề, không hề. Cái bảo hành đổi trả. Cái này là nếu sản phẩm bị lỗi luôn. Nhậu là tối nay. Đúng. Tối nay luôn. Cái nắp giật giật luôn. Này mà có thể là tối hôm. Ôi trời ơi, sao mà không nói sao vậy? Trời ơi, chị nhắc tới nhậu cái chị lên vô cái hổng ai kịp nhắc luôn. Đừng quên, gác cái chân lên hoài luôn á. Bị quen á, bị quen ở nhà cũng vậy. Chị ngồi là chị gác cái chân lên nè. Rồi, hiểu lầm, tranh thủ nhưng mà quan trọng là giá đang rất tốt trong giá hàng nào. Nó sẽ có vị mặn nha mọi người, có vị ngọt. Đấy nó hòa quyện vào mà nó có một cái vị béo và ăn nó ướt, đặc biệt là không hề hôi dầu. Ăn rất là ngon luôn nha mọi người. Và nó sẽ không bị những cái mà da heo chiên quá lửa mà nó sẽ bị cứng luôn nha. Các không ra. Mà mình ăn đến nào mình sẽ đầy được cái độ giòn nó rất là vừa phải. Nhưng mà mình mùi tỏi rất thơm. Mà 2 hũ 100 ngàn rẻ. Mùi tỏi rất thơm luôn á. Nếu như mà mọi người nhận về bị thấy bị mềm nè, bị chai, bị cứng, bị hôi dầu, bị gắt dầu, bị kiểu bị hôi. Thì đưa qua cho anh Long ăn. Không cần. Có bảo hành nha. Nhắn tin trực tiếp cho. Ai vậy hả? Thì sẽ được hỗ trợ. Ủa sao mà làm được ra cái da heo nó ngon vậy ta? Nè, người khui ra nha. Sau khi khui ra thì có thể sử dụng trong vòng 15 ngày ở bình thường mọi người nha. Rồi. Đây. Chị biết này có vấn đề về cổ họng rồi đúng không mọi người, nhưng mà vẫn để những cái điều giá rất tốt trong live stream luôn, cho nên là mọi người mà fan của chị Viên nè, cũng như là hôm nay lúc mà nóng kêu tiên nóng chạy mình chiêu quá, cái này chết rồi ngon thiệt á, ngon lắm ý, giòn gì thầy ơi, còn cái này cho chị phải không? Bạn đặt câu hỏi nào giòn gì không shop ơi, giòn lắm, trời ơi nghe lông chua nhai không? Không nghe đừng nhai luôn hả? Mà giòn chỉ giòn shop chứ không phải kiểu giòn đúng, nó không giòn cứng, giòn tốt rồi. Phải chị ăn kìa, phải này, chị mọi người ăn cho mới thấy được. Tiếng này. Cái này là có... À. Tức quá à. Cái món này là phải lúc mà tôi không có đau họng, không đưa lên. Điều táo đã có giá tốt trong giỏ hàng rồi, mình chốt đơn nghe. Da hả đang viên lên sẽ là da heo riêng mắm ớt. 2 hũ như vậy các bạn nhận về cho cái combo 2 hũ như vậy. Có 100 gram thôi. Có 100 gram thôi mà 2 hũ như vậy, mỗi hũ là 200 gram nha. Có bảo hành luôn. Sợ khui cái hộp. Có cái sau cái gì nữa kia trời. Đâu, bánh cá gì nữa hả? Ăn kiêng không nổi, chúng sinh luôn á. Mười điểm rồi đi. Ngon quá thiệt. Thì là cũng ăn bạc này đúng rồi. Vậy hả? Ủa, trời ơi, 1 phút nữa là... Khoan chốt đơn. 1 phút nữa nhà em lên điêu 88k luôn. Nên là bây giờ mọi người bỏ hàng vào giỏ hàng đi. Bỏ vô giỏ hàng đi. Nhưng mà số lượng có hạn đúng không? Chỉ có vài đơn thôi hả? Ủa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, khoan đi mọi người, khoan đi.
ăn này không ổn đâu, biết sao, biết bị gì không? 88k lên rồi, bị gì? Bị ngon. Ăn bị ngon. Ăn bị ngon. Ủa trời. Đã lên điêu 88k. Mời mọi người chốt đơn. 88k là 2 hộp nha mọi miếng người. Miếng củ rít. Điêu này có giá trị ấy, vậy mà cũng nghe. Dùm mình thiệt chứ bộ. Đây, mỗi hũ như vậy là 200g. Đi lên kim lên 2 hũ mang về giá là 88k nhanh tay. 88k 2 hũ á. Đúng đúng đúng. Tính ra mỗi hũ còn có 44k. Mà mua cái gì nè. Đây một cái đầy một dĩa luôn, cái dĩa to đùng luôn nè. Đây mới đổ hũ ra thôi đó mọi người. Cái này bà đi coi phim chơi lai rồi chiều là ngồi đủ luôn nha. Đi nhậu đi du lịch rồi đem theo nguyên đám bạn ngồi túm lợi. Nó xấu người ta rồi này kia đó, túm tụm lợi. Có tám mấy ngàn nó xấu người ta tới nái luôn nguyên cả đêm nữa. Nhanh chóng bấm vào nút. À. Chốt đơn ngay trong like mọi người ơi, tranh thủ nha. Giòn nhưng mà không phải là giòn kiểu giòn cứng nha mà giòn xốp. Có cái vị là mặn mặn ngọt ngọt cay cay nhẹ. Rất ngon. Ngon thiệt luôn á. Giòn xốp đấy mọi người. Mọi người có thể là bảo quản cái dịch bảo thường trong 15 ngày, còn tủ lạnh là tới 1 tháng luôn. Thì nhưng mà nếu như bỏ tủ lạnh là anh phải hâm hâm lại thì nó mới gọi là mình bỏ vào trong cái lò. Ê, biết cái gì không? Hồi lúc mà chị chưa đau họng á là chị hay ăn bún nước tương, chị hay bỏ với cái này vô nè. Đúng chị. Ôi mẹ ơi luôn á. Mà trả lời. Ôi nút keo. Ừ. Ê mẹ tôi còn có voucher free ship nha các bạn. Sao mà like cái này, tôi phải làm một cái tô bún nước tương, tôi bỏ cái này vô ăn cho mấy bà thấy. Rồi biết cái gì nữa không em? Cuốn bánh chén. Cuốn bánh chén. Cuốn bánh chén nem chả luôn ha. Cái rắc một miếng này lên cuốn lại, trời ơi cắn nó giòn. Em ăn vả nè. Có cay không ạ? Cay. Cái này cay nha, cái này nói thiệt là cay. Nhưng mà cái độ cay cũng phải tùy theo mỗi người. Ăn miếng nước tương hết thấy cay không ạ? Anh Long thì chỉ thấy là nhưng mà ngon quá à. Giòn ghê luôn. Ăn miếng đi, anh ăn thử đi. Mọi người hiện tại anh thấy giá trên 28k cho mình tỏ tài khoản nha. Ok, nhớ bộ đồ nha. Mấy người mà ăn mà cứ kiểu xuống nhở, em không dám mua đâu nữa. Đúng như anh chị nào còn đi làm thấy cái chiếc ship nó này hỗ trợ cao quá. Mua về ăn hết. Quan trọng hơn ngon là quá à. Những hàng có bảo hành cho mọi người luôn. Mua về mà thấy không có bị cứng, bị hôi đầu, mềm, vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho nó cấp 6 nha. Đổi sản phẩm, đổi trả sản phẩm cho mọi người luôn. Rồi em ơi. Ê, mã này ghim cùng một chỗ đi. Để ăn luôn nè, cho nó một ngày luôn nè. 4, 3. Còn cái dĩa luôn em. Lên yêu. Còn cái dĩa đâu. Trời ơi, thơm quá dở. Tóc mới xào xào ớt đó mà, sao nghe lại vậy trời. Thơm quá dở. Thịt ba chỉ nha chị. Ê. Là có thịt ở trong nữa. Ê, nhậu là có hả? Trời ơi, cái nách dở lên có tâm đen. Trời ơi. Mọi người, nếu như thích đó thì có thể là gọt đơn. Vừa gọt đơn là da heo. Vừa gọt đơn da heo đúng rồi. Bây giờ mình đổ ra hết như vậy thì trời ơi. Rồi hết đi cho anh nhìn ngon. Thôi mà thấy là cũng đầy cái dĩa rồi. Trời ơi. Trời ơi cái miếng ngon quá trời. Ê cái này ăn cơm được luôn á nha. Ok bây giờ ăn cơm được luôn á. 109k thôi chị ơi. Trời ơi. 109k thôi. Ngon hả? Ác quá hả? Nhỏ này ác ghê bình thường không anh? Anh Long ơi có cay không? Để cầm miệng em. Cho một chén cơm trắng đi. Ăn em biết anh vừa ăn thì không cay lắm nha. Không cay lắm. Mọi người coi giùm nhà em được bán đi 23.000. Wow, mua đi mua lại rồi. Em muốn xào. Tê tái nhà má. Quá ngon. Được làm từ ba chỉ heo tươi nha. Ngon quá. Xào giòn lên để giữ được cái vị giòn tan nè. Ủa, cái này khác nữa phải không? Cái này cháy tỏi mà. Là cái này đấy. Cái còn khác. Là cái này lấy này cái này không? Là ba chỉ heo xào. À, còn cái này là cái này đúng không? Hiểu. Lên điêu liền mọi người ơi, mã nghiêm lên nguyên một hộp như vậy luôn. Ngon quá. Ăn mua ăn đi ăn. Ủa? Chồng tao mua rồi. Trời ơi. Cái này là mua cái này cho em là để bây giờ em hết đau họng. Gì hả? Chị biên bệnh nè. Một tháng trời luôn á. Tranh thủ lên đơn liền nha mọi người ơi. Bản ghim lên á là mang về nguyên một hũ luôn. Giá có 109k thôi. Và sẽ có là được xào xả ớt nè. Thịt heo á, thịt heo ba chỉ thì được lựa chọn kỹ lưỡng, tươi và ngon. Đúng rồi, ngon thiệt. Đổ ra rất là thơm. Cái này là mình ăn lai rai buổi chiều, mình uống với lại xin bóng mặt ha. Ở đây ekip tôi là hả mua hết trơn rồi đó. Lên một cái là mua liền, tại vì sao giá quá tốt trong live luôn. Mỗi hũ như vậy là 300g nha. Những bữa tiệc nhỏ mini nè, hội bạn gặp mặt nhau nè. Bây giờ khách tới nhà đó. Mình ăn im tại chảy tỏi đấy. Còn cái này nó là cái xả ớt đó. Ghim lên cho em ngon quá à. Chị không dám thử đâu, chị nãy chị thử cái chị ra ăn. Thật ra cháy tỏi thì cũng sẽ giống như vậy, chỉ có khác nhau về cái cách. Nè, đâu, để tôi. Biết sao không chị, hôm qua chị đi khám bệnh, chị bị trào ngược dạ dày luôn. Hồi nãy em đưa cái ly cho chị nắp liền luôn á. Trời ơi. Chị nắp liền. Giữ sức khỏe nha bạn. Bạn bị thả tim cao là bạn bị sức cao á, thì bạn đổi tài khoản cho em. Bạn thả tim lên, ngon quá cao thì mình đổi tài. Cái vị này sao nữa? Cái này là tỏi ớt hả chị? Cái này là tóp mỡ tỏi ớt. Cái này là ba chỉ heo xào. Hai liệu ngon đấy. Ngon quá hả? Mua combo đi mọi người, gộp đơn đi. Tức quá à, ăn không được tức quá à. Cái mã hồi nãy còn có 88 ngàn á, bây
giờ gộp chung với lại cái này chị đang cái này nhậu kiêng ớt hai mấy này nhậu chị ơi. Đang kiêng ớt chứ là kiêng mấy cái đồ cứng cơm cháy ủa, chị Trùm Son ơi cơm cháy đã có giá tốt trong giỏ hàng rồi, chị cứ nhanh chóng thì chốt đơn nha mọi người, nhanh chóng lên nè, đang lên điêu mã nào thì mã đó sẽ đang viên để tóc tình thường xin ơn hả. Ồ tại này, không biết sao trời ơi mọi người mã một đang ghi mã một mã hai nhá. Nè có 88k hai hũ da heo. Và cái này là chỉ có 109.000. Ngon. Ngon. Mà em cầm miếng thịt lên đi, miếng thịt to luôn á nha. Không dám ăn miếng thịt này luôn. Thành Long thì thấy không? Miếng thịt này không có da. Em cắn thử miếng đi. Nó sẽ bảo quản được lâu hơn nha. Em cắn thử miếng ngon mà Long. Nó giòn kìa. Giòn rụng luôn á. Ngon quá à. Thịt anh heo nhìn thôi thèm. ASMR đó anh. Ngon quá, chảy miếng luôn nè má. Ngon quá mọi người ơi. Ồ, thiệt á. Giảm cân nữa chưa? Ngon quá. Mọi người ơi, nên nha. Trời ơi, một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Thiệt sự luôn á. Mà tức cái mà hôm nay chị bị cái đấy nè. Bây giờ thích xào xào thì chốt xào xào. Mà thích tóc để nó biến à. Thì chốt tóc nó ghê. Thiệt á. Ba cái này ăn được hả? Trời ơi, mày canh gió bằng gì? Chị ơi, canh gió là hôm nay là chị đủ ăn lắm chị Viên ơi. Chị thương chị Viên. Một tháng nay là chị kêu chị không ăn bánh, chị thèm bánh mì, thèm bánh chén từ bữa giờ. Bơ nha chị. Quá trời ông tùm luôn, tủ bánh tay luôn. Nhưng mà có thêm giá giảm thì cũng 95k thôi. Trời ơi, mọi người, chốt đơn, mời mọi người, chốt đơn. Em nói thật mọi người mà không ăn cái này thật sự rất ngon luôn á. Hồi nãy tôi bóc một miếng này một cái mà tôi tê tái luôn á. Rất ngon thiệt. Mà không ăn được á. Dạ, kho hàng mình đi từ Củ Chi. Cho nên là ở thành phố Hồ Chí Minh mình nhận hàng cũng gần thôi. Khoảng 5 cháy tỏi sao mắc hơn vậy? Ủa, đâu có đâu, cái tóc mỡ thì xà sở hình như là vừa mới cắn vào chơi gì à? Từ... Xào ớt là 95k đây. Xào không có mà, nãy giờ, nãy cũng thấy 109. Đúng, ăn hơn đó. Có sao vậy ta? Thấy chị Viên reaction ok quá. Thấy chị Viên giảm thêm nhưng mà giảm thêm cho người ta, có gì còn chị Viên không được gì hết trơn. Chị Viên không ăn được, chị Viên nhờ chị Viên nên là mới có giá này cho Viên lại cho mọi người nha. Thiệt, bơ án như vậy là 300g nha mọi người. Không làm ăn được đâu. Ba chị ngon, này không làm ăn được đâu. Nhưng mà ngon quá, bị dính á. Bận thì về đi. Có em kìa. Thôi, tranh thủ lên đơn nha mọi người nha. Mã đang lên rồi, có giảm giả, có giảm cho chị các em. Ngon lắm mọi người ơi. Chị chắc đi mê bỏ một tí giá cho, chị đổi tài khoản giùm em đi. Ăn được cho em đi Long ơi. Thơm quá à. Mà mỗi một chị cái mùi này chị đổ ra đầy cái gì đó luôn á. Đúng. Thực sự rất ngon. Em ước gì em ăn cả đời mà đời em người em cũng như mấy người này. Rồi, chuẩn bị cho mình lấy quân lấy hòa thôi chứ không ăn được. Ngày nào ăn cứ kiêng cũng gặp quỷ trướng như vậy đấy. Trướng cứ đúng khí. Lúc là tự nhiên cái lại mất chịu uống. Ai lên đây uống nước rau má chứ còn làm uống nước gì đâu. Lên ăn tóc mỡ. Chị uống nước nóng nè, đang uống nước nóng luôn á, không có dám uống gì luôn á. Nãy giờ là cái thử ăn thử rất nhiều rồi đó bạn, anh Sarah ơi. Số lượng đơn là cũng có giới hạn. Mọi người nhanh chóng mình chốt ngay nha. Ok, chuẩn bị á, 5 giây đếm ngược. Xíu thôi, thêm một xíu thôi. 5 giây đếm ngược mình sẽ qua mã nha. 5 4 3 2 1 qua đi. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì cũng đã đến giờ mà Long Chun sẽ xuống live của chị Viên nha. Ê Tiên. Có gì nữa vậy? Ấy. Ấy, yếu. Bộ đầu ít, bộ đầu ít. Rồi, yếu. Nhịn nặng gì vậy? Anh Long Chun ơi, em yêu anh. Ủa, nó giống cái gì vậy? Sợ quá gì? Em yêu anh Long Chun. Chị đúng không? Bà đó là chị. Này nắp này mày được. Ok. Lên đi tiếp theo cho mọi người là sản phẩm Ador nha, là nhãn dán nha mọi người nha. Ê cái này chị thích nha. Là nhãn hàng có tặng cho chị luôn chứ hả? Trời ơi chị cảm ơn chị. Cảm ơn em Long Chun. Ủa sao nó bị hầm hơi vậy? Không sao hết á. Cảm ơn chị Viên nha, chúc mọi người hôm nay về số thành công và mọi người ủng hộ chị Viên thật là nhiều nha. Cảm ơn em. Anh Long Chun ơi em yêu anh. Anh cảm ơn em. Đi nha, chào mọi người. Bye bye em, chúc mừng em. Cảm ơn em nha, à, Hồng Anh. Bye bye em. Em mình nói ăn này đi ngon. Trời ơi chị mê cái này, chị thích cái này. Chị yêu cái này đâu rồi cho chị.
có cái gì cho chị test được không? Để chị test ở đây. Đây, bây giờ mình test cái độ che phủ trước nha chị. Che phủ đi. Đúng. Cái đầu nào vậy? Trời ơi, nặng lắm nặng. Bị nặng á. Ôi, bị đánh á. Test lên đầu mà. Bị ấy á, bị ấy á. Rồi, tôi muốn cái đầu bà được không? Nè, bây giờ mọi người ơi, em sẽ chấm một chấm lên đây để mình test cái độ che phủ nha. Mình coi là cái độ che phủ che được cái bông của mình không? Bây giờ coi cái tay của chị bị ấy nắng đi. Chị đang bị cháy nắng nè. Che lên đi, che lên thử được không? Được, được, được. Nhưng mà cho em chấm, nha. Ê, em có cái... quên. Không, em mới chấm. Có cái gì mà nó thiệt không cho người ta thấy. Ok, vậy cái này nha. Cái này đi, chị đang bị cháy nắng. Cái nút rồi. Ok. Đây, chị Viên đang bị cháy nắng nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ dán vô. Trời ơi, thấy luôn, không thấy gì luôn. Cái phần da nó sẽ tệp vào luôn nha mọi người. Cái phần da sẽ tệp vào luôn. Và cái mã mà mọi người đang nhìn thấy sẽ là cái mã chống rớt nha. Mã mọi người đang nhìn thấy sẽ là mã chống rớt. Xíu nữa mình sẽ test luôn. Cái này chỉ đang là test cái độ che phủ thôi. Bây giờ chuẩn bị là sẽ test luôn cái độ nặng nha. Cái lòng thử vô tay nó rớt. Không, cái này là khen nó rồi. Cái này là khen nó rớt rồi. Bây giờ chị Viên ơi, mình sẽ test cái độ chắc chắn. Chống rớt mà đúng không? Rồi. Em dán vào đây nha. Em dán vào đây hai bên là chị Viên. Xong cái mình sẽ cầm lên. Rồi, chai này 1kg nha mọi người. Chai tương ớt là chai 1kg nha. Đó. Không, em dán nè. Ok. Rồi, mọi người ơi, cái em chai này bao nhiêu ký ạ? 1kg ạ. Mà mọi người coi kìa, không có rớt nha. Đúng nghiêm luôn. Ok không anh chị? Mình đi mặc đường, mình đi là mình kiểu như là bao. Đúng rồi. Đúng rồi, đối với các bạn mà có V1 mà hơi, gọi là hơi... Với gì chị nè. À, đúng vậy á. Chị là bưởi năm rồi nè. Bưởi năm rồi đó. Chắc không mọi người ơi? Chắc nha. Rồi, đem deal lại giúp em nha. Ngoài ra mình sẽ còn có một deal nữa.